Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Trong video ngày hôm nay, Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn cách nấu súp cua ngon đơn giản tại nhà. Và nếu các bạn cũng yêu thích món súp cua này và đang tìm hiểu một cách nấu đơn giản nhất thì hãy theo dõi video của Bếp Vợ Đậu ngày hôm nay nhé. Đầu tiên mình cần chuẩn bị một ít xương ống để hầm lấy nước dùng nấu súp cua. Các bạn có thể thay thế cái phần xương ống này bằng xương gà cũng được ha. Xương ống thì mình sẽ rửa sạch, sau đó mình trần qua nước sôi trước khi mình đem đi hầm. Sau khi trần xương xong thì mình sẽ mang xương đi rửa sạch, sau đó mình hầm cùng với 2 lít nước và một vài củ hành tím. Và để nước hầm xương của mình được trong thì trong suốt cái quá trình hầm mình sẽ không đảo xương ở phía dưới lên nha các bạn. Đồng thời khi mà có bọt mình sẽ hớt hết cái phần bọt này ra trước khi mình đậy nắp lại ha. Và cái thời gian hầm xương của mình là tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngoài xương ống ra thì mình cần chuẩn bị thêm một số nguyên liệu khác như là thịt cua, trứng gà, bắp Mỹ, cà rốt, nấm đông cô, ngò rí. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế những nguyên liệu ở đây. Nấm đông cô thì mình sẽ ngâm nở, sau đó mình cắt miếng nhỏ vừa ăn. Bắp Mỹ thì mình sẽ dùng dao và mình cắt riêng cái phần hạt. Các bạn cắt như thế này thì những cái hạt bắp của mình không có bị dính cái phần cùi ha. Còn về phần cà rốt thì mình sẽ cắt hạt lựu. Ngò rí thì mình sẽ cắt nhỏ. Tiếp đến mình sẽ đổ cái phần nước hầm xương ra một cái nồi khác. Sau đó mình cho bắp Mỹ và cà rốt vào hầm trước. Mình hầm bắp Mỹ và cà rốt tầm khoảng 15 phút nha các bạn. Sau khi bắp Mỹ và cà rốt đã chín mềm rồi thì mình sẽ cho cái phần nấm đông cô và thịt cua vào. Lúc này thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào luôn. Ở đây mình có nêm muối, đường phèn và hạt nêm. Cái phần gia vị thì các bạn cứ điều chỉnh tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Sau khi tất cả các nguyên liệu đã chín rồi thì mình sẽ hòa một ít bột năng với nước, sau đó mình cho từ từ vào đến khi mà cái phần nước súp của mình nó đạt cái độ sánh như mong muốn. Cuối cùng thì mình sẽ cho trứng gà vào và để cho trứng gà của mình tạo thành những cái sợi mỏng đều và đẹp thì mình sẽ cho trứng gà qua một cái rây như thế này. Các bạn cứ rây từ từ xuống ha, mình vừa rây mình vừa đảo đều. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món súp cua rồi nè các bạn. Và đối với tất cả các món súp mình ăn nóng vẫn là ngon nhất ha. Sau khi vừa nấu xong thì mình sẽ múc súp cua ra tô, mình cho cái phần ngò rí cắt nhỏ lên trên là mình đã có ngay một tô súp cua nóng hổi cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng và chất lượng rồi. Cách nấu súp cua cũng cực kỳ là đơn giản. Các bạn hãy tham khảo và nấu để gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Và khi xem video, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Hoặc nếu các bạn có góp ý thêm gì về video thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.